Rồi, em xin chào cả nhà nhá. Đầu tháng hôm nay mùng 1 cả nhà. Buổi trưa thì em lên một cái nhỏ nhỏ để xin lộc lá của cô chú cùng toàn thể gia đình đây. Thì rất mong cô chú là đầu tháng ủng hộ một tí xíu để em gặp may tháng mới nhé cả nhà nhá. Chúc mọi người đầu tháng mới thật là sức khỏe và thành công trong công việc nhá. Xin nhờ lộc mọi người đây. Thì lại lộc mọi người thì lại một cái màu hoa là rất đẹp, hoàng thảo mui tua cả nhà nhá. Hoàng thảo mui tua đây, hoa nó đây, hoa màu vàng. Đấy, chả tội gì cả nhà, chả tội gì đầu tháng làm một chút, vừa cũng là ủng hộ em, vừa cũng là sưu tầm được một cái loại lan nó có lộc lá hoa màu vàng, cả năm sẽ là thu vàng bội thu nhé cả nhà nhá. Đấy, đây là hoàng thảo mui tua, hoa của hoàng thảo mui tua cả nhà nhá, cực đẹp luôn. Đấy. Đấy, thì em vẫn vẫn còn nhá, vẫn còn chắc chỗ này còn tầm tầm chục cân gì đấy. Đấy, nhờ các bác tất toàn thể gia đình mình đã yêu quý kênh, yêu quý chúng em, thì đầu tháng xin lộc mọi người, mỗi người ủng hộ cho 1 cân nhá. Đây, ví dụ như là em cũng đang hôm nay ở nhà đang ghép đây. Đấy, đang ghép đây nha cả nhà nhá. Ví dụ như 1 cân này này. 1 cân thì em sẽ ghép được 2 giò như thế này. 2 giò to đẹp như này. Đấy. Mà cái loại này nó dễ thuần, đâm ra em mới bảo mọi người bác nào, nhất là bác nào mới mua, mới chơi. Bác nào mới chơi thì mua mới 1 cân. Vừa ủng hộ, và thứ hai là thuần nó lên như này, được 2 giò như này, tính ra trung bình là có 50.000 một giò. Đấy. Một loại ngon bổ rẻ nhé cả nhà nhá. Đầu tháng em chỉ lên một cái video nhỏ nhỏ. Đấy, đúng như 2 giò này đây, 1 cân này em ghép được 2 giò như này này. Mọi người nếu mà muốn đẹp hơn, muốn chơi một to thì cho hết vào 1 giò cho em nhá. Cho hết vào 1 giò cho em. Mua 2 3 cân mua cho thành 1 giò to. Lúc hoa nó lên thì có bác biết màu hoa nó vàng như thế thì nó rực rỡ nào rồi. Đấy. 100.000 một, vẫn 100.000 một cân cả nhà nhá. 100.000 một cân. Em sẽ chọn cho mọi người, đây là đa số nó là thân ngắn, đâm ra nó rất dôi cây, vẫn còn từng bó đây. Đấy. Đấy, mọi người mua về thì cứ ngâm qua 3 cái bước đấy cho em nhé. Ngâm qua 3 bước xong mọi người mới ghép nhé. Đừng có ghép luôn, mà mọi người ngâm thì mọi người cho cả thân cả lá cái thứ hết vào nhé. Chỉ ngâm tầm 15 10-15 phút thôi nhá. Mỗi loại ngâm tầm 10-15 phút thôi. Đấy. Vẫn 100.000 một cân cả nhà nhá. Đây là em lên buổi đang trưa ấy. Đấy. Hôm nay thì đây. Hôm nay được các bác ủng hộ đây, đầu tháng đây, rất cảm ơn mọi người. Đầu xuôi đuôi lọt lộc một đầu tháng thì nó quá quá vui, quá phấn khởi và quá cảm ơn mọi người luôn. Đấy. Rất mong cô chú và bác nào xem được cái video ngắn ngắn này thì ủng hộ em 1 cân nhá. Có 100.000 một cân thôi, về ghép được 2 giò. Bác nào mà muốn chơi giò to thì mua tầm 2 3 cân nhé. Cái này thì cho hoa vào tầm tầm tháng 6 tháng 7 nhé cả nhà nhá. Tháng 6 tháng 7 cho hoa. Có những cái bây giờ nó nở hoa muộn vẫn còn đấy cả nhà. Hoàng thảo môi tua, một loại cực kỳ là dễ thuần thôi. Tại vì nó là thuộc dòng thân cứng nên vận chuyển các thứ thoải mái cả nhà nhé. Vận chuyển các thứ rất thoải mái, thân cứng. Đấy. Rồi. Buổi trưa em lên một video nhỏ nhỏ để cho các bác xem tí cho vui nhá. Thì rất mong sự ủng hộ của toàn thể gia đình mình. Rồi, em xin chào cả nhà nhé. Đây, cái giò này hôm qua chốt rồi, bác ấy gửi tại vườn đây. Vẫn treo, chắc cái chiều mới cho ra vườn cả nhà ạ. Đấy.